Xin chào tất cả các em nhé. Hôm nay anh lại tiếp tục tô màu tranh cắt nha các em. Bây giờ anh và mẹ Xuân Linh có hai tấm hình và Xuân Linh cho lên cho các bạn xem nào. Tấm hình Xuân Linh. Hôm nay bố và Xuân Linh lại tiếp tục tô tranh cát các em ạ. À. Rồi, chúng ta sẽ tô hai bức tranh này xem ai tô đẹp và nhanh hơn nhé. Hôm nay bố Xuân Linh và Xuân Linh tô gì đấy? Xuân Linh tô em bé hả? Rồi, bố Xuân Linh và Xuân Linh đều tô em bé công chúa. Đây, hôm nay bố và Xuân Linh có rất nhiều màu cát các em ạ. À. Màu tím, màu đen, màu xanh dương, màu hồng, màu xanh lá cây, màu đỏ, màu cam và màu vàng. Wow, đây là bố Xuân Linh. Bố Xuân Linh đang tô màu bức tranh công chúa và tô cái mặt trời màu đỏ. Bố Xuân Linh đang tô màu gì đây? À, bông hoa hả? Wow, Xuân Linh đang Xuân Linh chọn tô bông hoa màu hồng. Công chúa của Xuân Linh cũng rất dễ thương. Wow. Dường như Xuân Linh tô màu trên cát rất chuyên nghiệp. Tôi giúp con với. Wow, Xuân Linh tiếp theo, Xuân Linh sẽ tô chi tiết nào? Gì từ chiếc lá hả? Cây hả? Không sao con. Bố đang tô gì đây? Bố đang tô một lá cây, lá cây màu xanh. Bố giúp con với hả? Bố giúp cho Linh nhé. Linh ở đây hả? Cây này thì cho màu xanh nhá. Ừ. Rồi móc cái lá luôn. Rồi màu xanh này đây. Bây giờ đây là cái chậu nhá. Cái chậu hoa này. Chậu hoa, bố và Xuân Linh đang rất hăng say các bạn ạ. À, phía đằng sau là video hôm trước tô màu con ốc sên, tô màu dán hình ốc sên, dán hình Doraemon bằng chiếc đĩa, dán hình con cú mèo và Hello Kitty. Thì em có nhớ không nào? Bố và Xuân Linh đang rất hăng say. Một cam. Chúng mình thử xem Xuân Linh tô đấy. Đây là chiếc mũ của bạn Xuân Linh. Wow, rất dễ thương các em ạ. Rồi, cái vành mũ này, cái vành mũ màu khác luôn. Màu tím rồi sẽ lấy màu hồng luôn nha các em. Màu tím màu hồng. Vâng, tô màu hồng để tô da đi. Tô màu da đi. Tô màu vàng đi. Cái vành mũ màu vàng. Tiếp đến là cái vành mũ to thế này. Rồi đi bắt mũ. Rồi bắt đi. Cẩn thận nhé. Rồi bắt đây. Kéo lại. Rồi hiểu. À màu này đi. Màu xanh nước biển nhé. Bố tô chiếc mũ rất nhiều màu sắc các em ạ. Màu tím, màu vàng và màu xanh nước biển. Các em có tùy thích màu các em tự sáng tạo nha các em. Các em thích cái màu gì các em sẽ tô màu đấy nhé. Thì cái này là giúp chúng ta sáng tạo nha các em. Chúng ta thích tô màu gì chúng ta sẽ tô màu đấy. Và anh thích màu xanh nước biển thì anh sẽ tô màu xanh nước biển.
Còn mái tóc của cô bé thì anh sẽ tô mái tóc không thích màu gì? Màu hồng. Màu hồng, màu hồng, màu hồng, màu hồng, màu hồng, màu hồng, màu hồng. Rất nhiều màu các em đây. Đây màu luôn rất là đẹp. Tiếp đến là đôi mắt này. Đôi mắt anh sẽ tô màu trắng nhé. Sao hết nhỉ? Vẫn đẹp đúng không? Ừ. À, một cái tóc thứ này mình chưa có cái màu vàng, cái tông màu vàng luôn này. Thay đổi các
Chiều đến này anh tô màu vàng nhá. Tô màu vàng đi. Tô màu vàng. Rồi, vậy anh đã xong cái bức tranh này. Xong. Rồi đây. Rồi, được không? Rồi, ta được một bức tranh một bức tranh này nhá. Rồi cái này. Theo bức tranh thứ hai nha em. Bức tranh thứ hai em cho thật nhanh nhá. Rồi, rồi. Ok. Má cây nè. Má cây. Đang ngồi má cây. Tô được nên là anh tô luôn nha các em ơi. Chắc là anh giành chiến thắng luôn. Chiến thắng luôn. Chiến thắng luôn nha. Các em hẹn các em trong video tiếp theo của anh nhé. Bye bye.